Hỏi chồng ai xinh đẹp nhất và cái kết. Chồng ơi, thế vợ hỏi chồng nhá. Who is the most beautiful girl in the world? Ai là người xinh đẹp nhất? Xinh đẹp nhất ở thế giới. Đúng rồi. Ai? Theo chồng là ai? Ai là? Nói cho nó dạng danh gia đình nha. Say something make me proud of you nhá. Nào, number one, nói dạng danh gia đình nhà mình nha. Cái này là quyết định hạnh phúc gia đình nhà mình này. Okay. Number one, ai đẹp nhất? Mẹ chồng. Cái gì? You said the... Ok, được rồi mẹ. Thứ hai là, thứ thì người thứ hai, second. Thứ hai à? Đúng rồi. Nói lần này, từ lần này nói cho cẩn thận nha. Ok, mẹ chồng đẹp nhất, ok, được, mẹ chồng. Ok, number two. Number two, so second. Yeah. Second. Yeah. Suy nghĩ thật kỹ nha, trước khi nói nha. Ba ngoại. Ba ngoại ai? Ba ngoại chồng. My grandma. Ok, third. Số ba. Third. Number three. Này. Nói cho cẩn thận. Gái. What? My sister. Okay. My sister. Okay, yeah. Okay, sister. Yeah. Gái của trong đây. Okay. Yeah. Fourth. Thứ tư. Em gái trẻ nhất. The youngest sister. All the family already. Okay. Thứ tư đầu tiên là mẹ chồng này. Right. Bà ngoại này. Hai đứa em gái. Ừ. Ok, được rồi, xong hết gia đình của chồng rồi, đúng không? Okay, all the family done already. Now, Number five. Nào, nói lần này là suy nghĩ thật là kỹ nha. Nói cho thật là kỹ nha. Ok. Suy nghĩ kỹ trước khi trả lời nha. Nào, số 5. Yeah. Let me think. I don't need to think, I know. Ok, nói đi. Không cần suy nghĩ hả? Ok, nói đi. Ai? Cô giáo của chồng. My school teacher. I heard him up. Nếu vợ muốn hỏi chồng who is the most spoiled girl in the world? Ai hư nhất? Vợ số 1. You're the number 1. And nếu vợ hỏi chồng who's the most angry in the world? Bực mình nhất. Ok rồi, vợ number 1. Yeah. Ok không? Ok, khoan làm vợ có thể nói hỏi trong khu ai là bường binh ở thế giới. You nó à ơi, mẹ bảo thấy ai xinh đẹp nhất hả con? Mẹ Khanh. Mẹ Khanh như nào? Mẹ bố. Ai xinh đẹp nhất hả con? Mẹ bố. Mẹ ai xấu nhất? Bố nào? Bố Duyên.